đã đến với kênh Mr. Zero bóng đá vui nhộn. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều các tình huống từ những bàn thắng đẹp ngất ngây đến những pha cười ra nước mắt của các siêu sao sân cỏ trên thế giới. Nếu bạn là một fan bóng đá chính hiệu, đừng quên theo dõi kênh Mr. Zero thường xuyên nhé, sẽ có rất nhiều video thú vị đấy. Nếu thấy hay thì đừng quên like, share, subscribe channel của chúng mình. Xin chào! Đăng ký hội viên Mr. Zero để nhận ngay các ưu đãi cực cool, livestream với MC xinh đẹp, mini game tặng áo đấu và còn nhiều ưu đãi hấp dẫn khác. Đăng ký ngay nhận quà liền tay. Georgina Rodriguez quả thực đã trúng tiếng sét ái tình ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ chàng cầu thủ nổi tiếng nhất hành tinh Cristiano Ronaldo. Chia sẻ về ngày đầu tiên gặp gỡ anh bạn trai CR7 nức tiếng, nàng quá xinh đẹp này từng tiết lộ rằng: "Điều đã thu hút sự chú ý của tôi là chiều cao, thân hình và vẻ đẹp của anh ấy. Khi đó mỹ nhân 9X còn vô cùng nhút nhát và bối rối khi đứng trước cái nhìn đầy thu hút của Cristiano Ronaldo. Thế nhưng sau này, sự quan tâm, chăm sóc và tình yêu nồng nàn của CR7 đã hoàn toàn làm cho Georgina Rodriguez tan chảy." Cũng từ khi hẹn hò với Cristiano Ronaldo, cuộc đời Georgina Rodriguez đã bước sang một trang mới. Nàng Watts được giới truyền thông săn đón, được các nhãn hàng mời chào và tràn trề cơ hội tỏa sáng trong làng mẫu thế giới. Tuy nhiên, Georgina không vì hào quang, danh tiếng mà bỏ quên tình yêu của đời mình. Cô gái xinh đẹp vẫn luôn sát cánh cùng Cristiano trong mọi trận đấu và tiếp sức cho chàng cầu thủ siêu sao từ trên hàng ghế cổ vũ. Cũng trong một ngày theo dõi bạn trai thi đấu, nước mắt của cô đã vô tình rơi xuống. Nhưng cô không phải khóc do đau đớn bởi mọc sừng hay gì, mà đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Sau khi chứng kiến màn trình diễn từ Cristiano trong ngày anh giúp Juventus đánh bại Atletico. Ngày 12 tháng 3 năm 2019, tình cảnh đội bóng thành Turin đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc khi họ đã thất thủ 0-2 ngay trên sân của Atletico tại lượt đi vòng 1/8 Champions League. Lúc đó chẳng mấy người tin vào màn lội ngược dòng dành cho bà đồng già. Khoảng thời gian ấy, khi mà tâm điểm của mọi sự chú ý của bóng đá thế giới còn tập trung vào Real Madrid với sự trở lại đầy bất ngờ của Zinedine Zidane, thì Cristiano Ronaldo vẫn biết cách khiến người ta phải nói đến mình. Trên sân vận động Juventus, mọi hy vọng lúc này đổ dồn lên đôi chân của Cristiano Ronaldo. Cùng với đó, chân sút vĩ đại của bóng đá thế giới đương đại phải đương đầu với nhiều sức ép từ dư luận và cổ động viên. Thế nhưng giữa thời điểm đội bóng lâm vào bước đường cùng, CR7 khiến mọi lời chỉ trích câm lặng. Mở đầu trận đấu chưa bao lâu, trung vệ Giorgio Chiellini đã đưa được bóng vào lưới sau một tình huống lộn xộn. Tuy nhiên, trọng tài đã cắt còi khi cho rằng Cristiano Ronaldo phạm lỗi với thủ môn Jan Oblak ở pha bóng trước đó. Đây là quyết định có phần nặng tay và các cầu thủ Juventus yêu cầu công nghệ VAR nhưng không được trọng tài chấp nhận. Những phút sau đó, Juventus vẫn là đội nắm hoàn toàn thế trận trên sân với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới suýt sao 70%. Tuy nhiên, các cổ động viên của Juventus không phải chờ đợi quá lâu, bởi ngay ở pha bóng sau này, tiền đạo Bernardeschi đã có đường tạt bóng chính xác để Ronaldo xâm nhập vòng cấm và tì đè khôn ngoan hậu vệ Joan Frank đánh đầu cận thành vào góc gần, làm bó tay thủ thành Oblak mở tỷ số trận đấu ở phút 27. Khi hiệp 2 bắt đầu được 3 phút, chân sút người Bồ một lần nữa làm tung lưới Atletico Madrid bằng một pha đánh đầu khác. Từ tình huống tạt bóng chính xác của Joao Cancelo, Ronaldo chiếm lĩnh khoảng không và lắc đầu điều nghệ vào góc xa. Thủ thành Oblak đã xuất sắc bay người cản phá.
Tuy nhiên trọng tài đã công nhận bàn thắng bởi bóng đã vượt qua vạch vôi trước khi thủ môn đội khách đẩy ra ngoài. Khi mà các cổ động viên có mặt trên sân Allianz đang mường tượng ra viễn cảnh hai đội dắt tay nhau vào hiệp phụ thì kịch tính đã đến. Phút 84, Angel Correa phạm lỗi với Bernardeschi trong vòng cấm địa và trọng tài cho Juventus được hưởng phạt đền. Ronaldo đã lạnh lùng dứt điểm thành công, ấn định chiến thắng 3-0 cho bà đầm già, mang về chiếc vé vào vòng tứ kết Champions League. Vào thời điểm đó, sân Allianz nổ tung, trong khi CR7 cùng đồng đội ăn mừng phía dưới, máy quay đã nhanh chóng bắt được hình ảnh bạn gái của anh, Jokina, với gương mặt đầy cảm xúc trên khán đài. Người đẹp sinh năm 1995 đã không kìm được nước mắt khi chứng kiến bạn trai mình tỏa sáng. Không chỉ có Jokina, tiền đạo người Bồ còn được tiếp sức bởi cậu con trai Cristiano Junior. Chứng kiến bố mình một mình hạ sát đội bóng đối phương, cậu bé cũng không thể đứng yên khi liên tục đứng lên và hò hét. Sau đó trên mạng xã hội, Jokina còn đăng tải hình ảnh của Ronaldo kèm theo dòng trạng thái đầy tâm sự. Không ai khác ngoài anh có thể mang về chiến thắng 3-0 này, anh xứng đáng với điều đó. Không chỉ bởi 3 bàn thắng tối nay, anh xứng đáng vì sự cống hiến, vì những gì đã làm cho câu lạc bộ. Anh là đầu tàu cho các đồng đội, huấn luyện viên và là tất cả người hâm mộ. Nhân quả là có thực, Thượng Đế đã ban điều này cho anh vì thế giới bóng đá là của anh. Chúng em yêu anh, Cristiano, Matteo, Eva, Alana, Jokina. Tất cả đã cho thấy khoảnh khắc thật đẹp về tình cảm của một trong những cặp đôi đẹp nhất làng bóng đá thế giới đương đại. Cũng chỉ có Ronaldo mới đem lại cho bạn gái cảm xúc đặc biệt đến vậy. Và cũng chỉ có Jokina mới thực sự thay đổi cuộc đời Ronaldo từ một gã trai hư đã ngừng chinh phục tình trường để bên cạnh tình yêu đích thực mà anh cho là đẹp nhất của cuộc đời mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.